Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của mình Nhìn Lạnh nhé. Hôm nay thì em giới thiệu được một bộ dàn rất là VIP luôn các bác nhé. Bộ dàn này là bộ dàn Kenwood 4 thớt dài luôn. Bộ dàn này là bộ Kenwood DM7 Pro nhé. DM7 Pro các bác nhé. Đây. Đấy, bộ này thì cực đẹp luôn rồi. Nói chung bác nào mà chơi sưu tầm, chơi phòng hoặc là muốn VIP chất mà giá trị thì có thể tham khảo cái đôi Kenwood LS7 Pro này các bác nhé. Đấy. Đây. Con này nó là băng dính nhá. Cái này băng dính về các bác lau đi nhá. Đây này. Cái này là băng dính nhá. Đấy. Đây là CD đây này. Nói chung cái CD này thì em cũng không biết nó chạy không đâu. Cái này thì em chỉ có bao ích cho các bác thôi. Đấy, như cái này là cassette này. Đây cassette này. Đấy. Còn bên trên đây là cắt băng MD. Đấy. Chứ không có đĩa. Đấy. Nói chung là rất là chất luôn. Đây cho các bác nghe cái chất âm nhá, căng kiếc đầy đủ nhá. Loa đẹp luôn nha các bác nhá. Loa siêu đẹp, cái này là bụi nhá, để con lau đi. Loa thì rất là ok luôn, siêu đẹp luôn. Đấy. Đây cho một cái chất âm. Hôm qua dạo phố gặp Hiền, bên chồng vòng tay âu yếm, thấy mình nàng vợ chẳng quen. Duyên chẳng nên đôi, ngọn nguồn đâu phải gió tôi, nỡ sao người người vàng đường rồi. Phố mưa bay bay trắng đầu cạt qua tam bôi chưa hết sầu, nhớ chiều xưa đầu mơ nâu đường khuya hun hút ngõ sâu, mình ba bốn đứa tâm sự đêm thâu, thư viết còn nhiều nhưng thôi, ngày gặp nhau sẽ nói thêm tâm tư còn dài. Chất âm thì không có gì phải nghĩ luôn. Đấy, dòng này thì nó có cả giải ma cô nhá. Đây. Có giải ma đây cô nhá. Đấy, Optica quang này. Giải ma này. Đây này, Optica quang. Nói chung là con này thì là quá ok rồi, không có gì phải nghĩ luôn. Đây loa này, có gì cầu loa của nó chất như này không ạ? LS7 Pro nhá, con này của nó là 6 ohm 40W. Đấy, còn cục của đây 4 thốt dài nhau nhá, 4 thốt dài luôn. Đấy, hàng nói chung là như thế này thì là quá ok rồi. Bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp giúp em. Đây con này này, con nhìn này. Con này thì hơi tiếc tí này, có mỗi tí cái chỗ sau này. Đấy, hai cái vách của nó là vách màu gỗ, tí nhựa đằng sau thôi. Đấy, cái này thì nói chung là không vấn đề nhá. Những cái bộ như này thì các bác đang bán ở ngoài toàn 38 với 42 cái thứ thôi. Đấy. Căng kiếc này nhá, căng ok đẹp nhá. Nói chung là cặp này thì để cho bác giá là 2,8 thôi. 2,8 cái bộ dàn Kenwood 7 Pro này. Đấy, các bác cứ tham khảo thoải mái nhá. Đấy, bác nào ưng thì liên hệ trực tiếp giúp em nhá. Đấy, qua số điện thoại em nhé, 0975 775 716 nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm ủng hộ kênh nhé. Xin chào tất cả các bác ạ.